Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván đấu tuyệt hay. Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh đại chiến trên giải cờ tướng thế giới, trận chung kết với Thiên Mã Dương Mạnh Thần. Trận đấu kịch tính và hấp dẫn từ đầu tới cuối. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1, Lại Lý Huynh cầm tiên trước Mạnh Thần. Thể thức 60 phút cộng 30 giây cờ tiêu chuẩn. Mình có dùng phần mềm phân tích lại các nước đi ở cuối video, mong các bạn chú ý đón xem. Chichi! Chichi! Chi! Tại đây, nếu như bên đỏ chơi xe 8, bình 3, bắt mã và bắt pháo, đen lập tức thối xe về giữ pháo. Nếu xe ăn mã thì lập tức pháo 8, bình 7 bắt chết xe đỏ. Cho dù đỏ có dùng xe ăn pháo và chém luôn chốt. Tới đây mặc dù có một chút ưu thế về đi tiên, nhưng với lực lượng có xe, bên đen rất dễ chơi, muốn thắng không phải là chuyện đơn giản. Trong hình cờ thực chiến thì Lại Lý Huynh lại không bắt pháo mà chơi chút 7 tấn 1. Mời các bạn thưởng thức ván cờ rất hấp dẫn. Chi! Chi!
Chơi đến đây do bên đen phạm luật trường trốc dùng pháo bắt xe hoài, buộc bên đen phải đổi nước và mạnh thần đã dùng mã chém thẳng vào tượng. Mời các bạn xem tiếp diễn biến rất hấp dẫn của ván đấu. Đánh ra hình cờ này, nếu như bên đỏ tiếp tục tấn công bằng nước nhảy mã, dọ nhảy qua đường 8 chiếu tướng, thì đen buộc phải thối pháo về ngăn cản mã. Và tiếp tục, bên đỏ sẽ chơi mã 6 tấn 8. Đen thúc chốt để tìm cách đưa xe vào tấn công, thì đỏ sẽ chơi pháo 7 tấn 2. Ở đây đen không thể xuất tướng, sẽ bị xe chiếu cục ngay. Nếu ăn chốt thì đỏ sẽ chơi xe 2 tấn 5 chiếu tướng, đến đây buộc phải về tượng rồi, không còn đường nào khác. Tiếp tục chiếu tướng. Ở đây nếu như đổi xe thì không còn gì để chơi. Còn nếu như ở đây bên đen thối sĩ thì đỏ sẽ chơi tiếp mã 8 tấn 6 chiếu tướng, buộc tướng phải lên, sau đó thối xe chiếu tướng. Ở đây thối xe về cũng như không, và pháo thối 1 tuyệt sát. Nếu như tiếp tục tấn công thì với xe pháo mã chốt thì đen sẽ không thể nào chống đỡ được lâu dài. Chúng ta xem tiếp hiện cờ thực chiến. Trong thực chiến thì huynh đã chơi chốt 6 bình 5, nước cờ này mất rất nhiều điểm. Và đen đã chơi chốt 5 tấn 1. Huynh tiếp tục dùng chốt chém tường. Tại đây nếu như đen tiếp tục chơi đối công bằng nước, dùng chốt 5 ăn tiếp xuống để tìm cách phản công, thì đỏ sẽ chơi pháo 7 bình 5 đang dọ chiếu tướng. Tiếp tục chốt ăn tượng sẽ che chiếu tướng, buộc bên đen phải thối xe về. Và chốt 5 tấn 1, buộc tướng phải ăn lên, không còn đường nào khác. Tiếp tục đỏ sẽ dùng xe chém xe bắt chốt. Ở đây buộc chốt phải ăn sĩ rồi, không còn đường nào khác. Tướng xuống và mỗi đường công là dùng chốt bình qua lỗ 4, thì đỏ sẽ đeo theo bằng nước xe 4 bình 6 bắt chốt. Tới đây cho dù hai chốt có lấy lại xe thì ưu thế cờ tàn đang thuộc về bên đỏ, với lực lượng pháo mã và có cả chốt biên không thể nào chống đỡ được
Chúng ta hãy quay lại hình cờ thực chiến. Nhận thấy trễ hơn bên đỏ một nước, cho nên Thiên Mã Vương Minh Thần phải dùng tượng ăn chốt. Mời các bạn xem tiếp.吃。吃。吃。吃。 卧槽马将军。 将军。 Nước cờ chính xác của bên đỏ là thói xe một nước để bắt chốt. Tới đây buộc chốt phải tấn xuống và tiếp tục bình xe bắt chốt. Buộc chốt phải vào, sau đó tấn xe mời đổi. Ở đây các bạn lưu ý, nếu bên đen đổi xe thì mã hai chốt thì không thể nào chống đỡ được. Còn nếu như bên đen thói xe về một nước để phòng thủ thì đỏ sẽ chơi tướng 6 bình 5 đang dọ chiếu xe, sau đó chiếu mã sát cục
Ở đây buộc phải lên tượng rồi, không còn đường nào khác. Và C2 bình 5. Đến đây các bạn cũng thấy không còn tượng, không thể nào chống đỡ được. Đó sẽ bước mã chiếu tướng, buộc tướng phải xuất. Và C5 bình 3, tuyệt sát. Đến đây không còn đường chống đỡ. Rất tiếc cho Lại Ly Huynh đã bỏ qua một cơ hội. Chỉ cần một nút bắt chốt sẽ giành chiến thắng rất nhanh. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Đây, tiếp tục một cơ hội diễn ra cho Lại Lý Huynh. Tuy nhiên nước cờ này rất sâu. Chơi một nước nguội, tấn tướng. Ở đây bên đen có hai lựa chọn. Một là lên sĩ, hai là lên tượng. Chúng ta xem từng biến. Nếu như chơi sĩ 5 tấn 4 thì đỏ sẽ chơi mã 6 thối 4. Ở đây có hai lựa chọn, chốt bình 5 hoặc là bình 3. Nếu như chốt bình 5 thì lập tức mã sẽ chơi mã 4 tấn 3, đang dọ chiếu tướng, buộc phải lên sĩ. Sau đó đỏ sẽ chơi chốt 3 bình 4 chiếu tướng, sau đó móc mã về. Ở đây chốt đen không thể đi, sĩ không thể đi, sẽ bị mã ăn ngay, buộc phải xuất tướng. Và đỏ ung dung mã 5 thối 7, bắt chết chốt biên. Với mã 2 chốt thì không thể nào chống đỡ được. Còn nếu như ở đây các bạn thấy nếu chốt bình 3 thì thua rất nhanh. Đỏ sẽ chơi chốt 3 tấn 1 chiếu tướng, buộc tướng phải lên, sau đó bước mã chiếu tướng, tuyệt sát. Cho nên đánh ra hình cờ này, bên đen không thể lên sĩ, lên sĩ sẽ bị sát cục ngay. Còn nếu như ở đây bay tượng thì diễn biến cũng gần giống như vậy. Đỏ sẽ chơi mã 6 thối 4 bắt chốt. Nếu vào chốt thì cũng ra cái hình hồi nãy. Còn nếu như đi ra chốt ra biên để bắt chốt biên thì đỏ sẽ chơi mã 4 tấn 3, đang dọ chiếu tướng. Đến đây buộc phải củng cố trung lộ bằng nước thối tượng thì đỏ sẽ chơi chốt 3 tấn 1 chiếu tướng, buộc tướng phải vào, sau đó bay mã ra biên. Đến đây thì vô phương cứu chữa, đen không thể nào chống đỡ được. Như vậy với rất nhiều cơ hội, Lại Lý Huynh đã bỏ qua một cách rất đáng tiếc. Mời các bạn xem tiếp diễn biến hấp dẫn của ván đấu.
吃。 吃。
Giờ đến đây không thể thắng được, Lại Lý Huynh đã chấp nhận quà, buộc hai kỳ thủ mới bước vào dán cờ nhanh 10 phút cộng 5 giây để phân định thắng thua. Với phần đi tiên thuộc về Thiên Mã Dương Mạnh Thần.吃 吃 闪击 吃鸡 吃鸡 吃 破下
吃。 将军。 Mã sáu thối tám bắt chết mã đen. Chơi đến đây suy nghĩ rất lâu và Lại Lý Huynh đã bị rụng kim. Như vậy, một chiến thắng đã dành cho Thiên Mã Dương Mạnh Thần có phần may mắn. Rất tiếc cho Nam Phương công tử, Lại Lý Huynh đã bỏ qua cơ hội vô địch thế giới lần đầu tiên trong đời. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất.